thời dừng lại ở đó. Còn kết quả sao game show của Linh Miêu sao? Mối tình đã đang nhớ phép, nhưng mà nó lại éo le một chỗ. Là cái ngày mà em đi casting thì lúc em chưa có người yêu, nhưng mà đến lúc mà chạm vào trong cái ngôi nhà đấy thì tự dưng em có người yêu rồi. Quay trở lại về chủ đề thì mọi người có nghĩ là tình yêu trong game show có thật và có khả năng xảy ra không? Có, tại vì game show cũng chỉ là game show mà còn cảm xúc của mình là thật, bất kỳ ở chỗ nào cũng sẽ là thật hết. Game nó chỉ là một cái để tương tác và nó sẽ giúp con người kiểu xóa đi những cái ngại ngùng ngay từ lúc đầu thôi. Anh thì anh nghĩ là tình yêu nó có thể xảy ra ở tất cả mọi nơi. Cái sự sắp đặt mà có chủ đích đi, chỉ là tạo điều kiện cho mọi người gặp nhau thôi. Còn cảm xúc hay là để sau chương trình mà có thể làm quen hay tiến tới với nhau thì do hai người thôi. Nên anh nghĩ là nó có thể xảy ra được. Thực ra anh cũng tham gia một chương trình hẹn hò thực tế. Thì anh không nghĩ là mình sẽ có tình cảm với ai đó trong vòng 7 ngày tại vì nó rất là ngắn. Nhưng mà khi tham gia chương trình rồi thì mình tiếp xúc với họ nhiều, xong rồi mình làm gì hay là những bất kể trải qua tình huống nào mình cũng đều hiểu họ nhiều hơn ý. Nên là cái tình cảm dần dần mình phát hiện ra được cái tình cảm của mình của người ta dành cho họ. Nên là mình cảm thấy là rung động. Không phải là đứng trước máy quay thì mình diễn hay gì, nhưng mà đó là cảm xúc thật của mình thì anh nghĩ là có. Nhân đây tập cuối cùng của chương trình, Sa cũng muốn chia sẻ một chút xíu về game show, về tình yêu mà Sa đã từng tham gia. Và cái khoảng thời gian đó gần như là nó là một cái cú nổ truyền thông khi mà nó được chiếu lên, và hầu như là mọi người biết đến Sa nhiều nhất là qua cái chương trình hẹn hò đó. Thì Sa đã yêu thầm, có một cái tình cảm tốt với lại một cái bạn ca sĩ, nam ca sĩ, cách đây là 5 năm. Và 5 năm trước thì Sa vẫn cứ thầm thương chậm nhớ người ta thôi. Đến 5 năm sau, Sa tự tin hơn, Sa thấy là mình đã đủ mọi cái yếu tố, điều kiện để mình... thật mới giật được đạo. Thì lúc nãy Hoài Sa với cả Linh Miêu đã chiến thắng trong hai trò chơi, nên là nhà hàng đã chuẩn bị một món ăn đặc biệt cho hai người thắng cuộc. Dạ em chào anh chị. Dạ em là thay mặt bên quán là tặng riêng cho anh chị là món sườn mướp, cũng là đặc sản của quán đúng không? Dạ, anh đúng rồi, tên của quán. Là chúc em chúc anh chị bữa ăn ngon miệng. Dạ em cảm ơn ạ. Đấy, mọi người ăn đặc sản của quán này mọi người. Ủa cái đó là chỉ có người được thưởng thôi mà. Ủa vậy hả? Tôi không dám đụng vô cái phần thưởng của chị. Em ăn thử cái này đi. Cảm ơn. Bây giờ hai người cho hai bạn này không? Anh ơi. Cho. Hỏi gì không lẽ không cho. Không, anh chưa xong, anh chưa xong, sorry. Đây. Đây, anh gắp cho, anh gắp cho. Đây gắp cho nè. Tôi tự ái, tôi không ăn nha. Phải để ăn nhiều hơn bây giờ đấy. Mời mọi người dùng. Nước cay sẵn rồi hả? Mấy cái này cay hay là cái này cay? Cái thịt này nè, ướp muối gì không? Thì hôm nay mình sẽ có một chủ đề về tình yêu để mình nói chuyện. Và bây giờ anh sẽ đưa ra ba cái hashtag cho mọi người đoán xem chủ đề ngày hôm nay là gì nhé. Thứ nhất, bạn muốn hẹn hò. Cái game show hả? Game show bạn mới hẹn hò? Game show. Theo tôi nghĩ bạn muốn hẹn hò ở đây có nghĩa là mình đang cô đơn, mình muốn có một mối quan hệ yêu đương nhưng mà mình không biết hẹn hò sao để bắt đầu sao, rồi sao để mà tỏ tình kiểu vậy. Hashtag thứ hai là love house. Về chung một nhà. Nhưng mà cái chương trình love house là có nghĩa là cũng để cho bốn nam bốn nữ vào với nhau và kiểu xem là
sinh sôi nảy nở tình yêu như thế nào. Em nghĩ là nó kiểu như thuộc về cái là cảm xúc ban đầu ấy. Ý là những cái ấn tượng ban đầu với nhau. Ý là lúc đầu gặp nhau, quen nhau thì sẽ như nào. Mọi người thấy cái bạn muốn hẹn hò với cả Love House, mọi người có thể có cái điểm chung gì không? À, cái đó là đều là game show đến để tìm kiếm người yêu. Hay là bữa nay ý anh là anh đến đây để tìm kiếm người yêu nữa. Còn cái hashtag cuối cùng này có thể là mọi người hơi bị mông lung một xíu nha. À, Hoài Sa. Đúng hả? Sao tôi đầu tiên rồi vậy? Là em gần anh hơn. Đấy, em gần anh hơn. Lần đầu tiên hẹn hò với nhau á, nó sẽ là những cái ấn tượng đó là thật hay là ảo? À, em cảm thấy là nó giống như là kiểu love at the first time ấy. Tức là kiểu lúc đầu tiên mình yêu nhau, xong rồi mình sẽ bị ngộ nhận nhiều cái. Xong rồi mình lúc nào mình cũng nghĩ là cái tình yêu đấy nó rất là đẹp. Thậm chí là mình nghĩ đến những ngôi nhà, rồi là những cái ảo ảnh mình tự vẽ ra vì mình đã quá yêu cái người đấy ngay từ những lúc đầu. Hẹn hò xong rồi mơ mộng với ngôi nhà chung với nhau. Xong rồi trăng nơi đáy nước ấy là những cái ảo ảnh mà mình tự thêu dệt trong tình yêu, có thể nó không có thật. Ừ, cũng hợp lý. Còn em thì giống như mọi người, nhưng mà em nghĩ nói vậy cho ngắn gọn đi, là thế giới ảo có tình yêu thật hay không? Cũng là một quan điểm. Đúng. Vậy nó có liên quan gì đến hai cái hashtag trước không? Thì hai hashtag trước là... Đây là thế giới ảo nè, còn cái kia là tình yêu thật. Mấy cái mà... Có nghĩa là những cái tình yêu trên game show đó là thật hay là ảo? Ý của em đúng á, tức là tình yêu. Tình yêu trong game show là ảo hay là thật? À, đó là cái đề tài mà anh chọn ngày hôm nay. À, mọi người nghĩ sao về cái đề tài lần này nhỉ? Mọi người có thích không? Rất là thích. Khá là thú vị. Bởi vì Sa cũng như là Linh Miu cũng đã tham gia game show hẹn hò đúng không? Đây cũng đã tham gia. Em cũng tham gia. Cũng đã tham gia. Hình như em nghe chị kể là cái mối tình sau cái game show đó là sao vậy? Thì bọn chị cũng thử dating, tại vì nói chung là những cái cảm xúc lúc đầu tiên ấy thì nó rất là thật. Mà cộng thêm nữa là lúc đầu tiên thì mọi người hay ngại với nhau ấy. Mà khi mà có game thì sẽ thật hơn, vui hơn. Mở lòng hơn. Có cái gì nó bắt buộc mình đúng không? Đúng rồi. Thì sau đấy thì bọn chị cũng hẹn hò. Đấy thì mình tạm thời dừng lại ở đó. Còn kết quả sau game show của Linh Miu sao? Mỗi tình đã đáng nhớ phép. Nhưng mà nó éo le một chỗ. Là cái ngày mà em đi casting. Thì lúc đó em chưa có người yêu. Nhưng mà đến lúc mà chạm vào trong cái ngôi nhà đấy thì tự dưng em có người yêu rồi. Quay trở lại về chủ đề thì mọi người có nghĩ là tình yêu trong game show có thật và có khả năng xảy ra không? Có, tại vì game show cũng chỉ là game show mà, còn cảm xúc của mình là thật, bất kỳ ở chỗ nào cũng sẽ là thật hết. Game nó chỉ là một cái để tương tác và nó sẽ giúp con người kiểu xóa đi những cái ngại ngùng ngay từ lúc đầu thôi. Anh thì anh nghĩ là tình yêu nó có thể xảy ra ở tất cả mọi nơi. Cái sự sắp đặt mà có chủ đích đi, chỉ là tạo điều kiện cho mọi người gặp nhau thôi. Còn cảm xúc hay là để sau chương trình mà có thể làm quen hay tiến tới với nhau thì do hai người thôi. Nên anh nghĩ là nó có thể xảy ra được. Thực ra anh cũng tham gia một chương trình hẹn hò thực tế. Thì anh không nghĩ là mình sẽ có tình cảm với ai đó trong vòng 7 ngày tại vì nó rất là ngắn. Nhưng mà khi tham gia chương trình rồi thì mình tiếp xúc với họ nhiều, xong rồi mình làm gì hay là những bất kể trải qua tình huống nào mình cũng đều hiểu họ nhiều hơn ý. Nên là cái tình cảm dần dần mình phát hiện ra được cái tình cảm của mình của người ta dành cho họ. Nên là mình cảm thấy là rung động. Không phải là đứng trước máy quay thì mình diễn hay gì, nhưng mà đó là cảm xúc thật của mình thì anh nghĩ là có. Nhân đây tập cuối cùng của chương trình, Sa cũng muốn chia sẻ một chút xíu về game show, về tình yêu mà Sa đã từng tham gia. Và cái khoảng thời gian đó gần như là nó là một cái cú nổ truyền thông mà nó được chiếu lên, và hầu như là mọi người biết đến Sa nhiều nhất là qua cái chương trình hẹn hò đó. Thì Sa đã yêu thầm, có một cái tình cảm tốt với lại một cái bạn ca sĩ, nam ca sĩ, cách đây là 5 năm. Và 5 năm trước thì Sa vẫn cứ thầm thương chậm nhớ người ta thôi. Đến 5 năm sau, Sa tự tin hơn, Sa
thế là mình đã đủ mọi cái yếu tố điều kiện để mình có thể bày tỏ được tình cảm của mình. Thì vô tình là cái game show này nó diễn ra và ảnh cũng có tham gia, thì ra cũng chuẩn bị sẵn một cái màn tỏ tình để mình đến mình thể hiện tình cảm của mình. Thì may là những cái gì sai thể hiện trên sân khấu thực sự nó xuất phát từ cảm xúc của mình, từ trái tim của mình, cho nên có lẽ vì một phần đó mà nó chạm đến được trái tim của ảnh. Và ảnh là cái người chủ động đầu tiên để mà thổ lộ tình cảm với Sa. Nhưng mà Sa lúc đó là Sa nghĩ là trong tình yêu mình nên chủ động hai phía, cho nên là Sa từ chối và Sa quyết định là ngược lại chủ động tỏ tình với ảnh. Và ảnh cũng đã chịu ra về và tìm hiểu với mình một thời gian. Tuy là sau cái khoảng thời gian đó thì hai đứa không có xác định rõ ràng cái mối quan hệ là yêu đương, nhưng mà hai đứa vẫn là bạn bè của nhau. Có rất nhiều bài báo mà hoặc là những cái comment nói về cái game đó của Sa, họ nói là hai người này tham gia chỉ để PR tên tuổi của nhau thôi. Thì một lần nữa Sa cũng muốn nói với mọi người là Sa không muốn phân ra đúng hay sai về cái ý kiến đó. Sa chỉ muốn nói là những cái gì xuất hiện ở trên sân khấu ngày hôm đó là thật 100% về cảm xúc. Và những gì mà đến từ cảm xúc của Sa, Sa sẽ không bao giờ làm nó một cách giả tạo hết. Và Sa không muốn là mọi người nghĩ rằng là Sa với anh ấy chỉ để PR cho nhau, bởi vì cái tình cảm đó đối với Sa rất là thiêng liêng và Sa rất là quý trọng nó. Không nói đến cái đoạn này thì em cũng có cái ý. Tại vì em thấy thường thường người ta nghĩ rằng mình tham gia những cái show hẹn hò là để PR tên tuổi. Nhưng mà thật sự em thấy cái cuộc đời này hay lắm, cái gì đến từ cảm xúc thì sẽ chạm lại được tới cảm xúc. Nên là thật ra chính nhờ cảm xúc đó nó mới được mọi người yêu thích, mọi người biết đến nhiều. Nhưng mà em vẫn thấy có rất nhiều game show, sau những game show đó thì họ kết duyên với nhau và họ trở thành vợ chồng với nhau luôn. Thì thật ra em thấy cái những cái game show hẹn hò nó thật ra nó chỉ là một cái sự giao thoa để kết gắn cho hai người có cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Em thấy rất là hay chứ. Rất hay luôn á. Với Sa, Sa cực kỳ cảm ơn cái game show đó đã tạo cơ hội cho Sa được có cái dịp để mà thổ lộ tình cảm với ảnh. May mắn là thành công. Còn một luồng suy nghĩ nữa là trên game show thì toàn những trai xinh gái đẹp rồi ăn mặc bỏng bẩy rồi mọi người cho rằng đó là sự sắp đặt, thì em nghĩ sao về cái quan điểm này? Tức là với kinh nghiệm của Sa đi, Sa tham gia cái game show đó, Sa có sắp đặt trước những cái gì mình đến mình sẽ thể hiện, mình nói với cái chàng trai của mình. Dĩ nhiên mình xuất hiện mình muốn quyến rũ ai đó, hấp dẫn ai đó thì mình phải lộng lẫy như có thể rồi, đó là chuyện dĩ nhiên. Chẳng hạn mình đi tiệc thôi mình cũng ăn mặc đẹp nữa, nói chuyện mình lên TV, những cái vấn đề đó Sa thấy nó rất là bình thường. Mình phải chuẩn bị kế hoạch này kia để mình cưa đổ cái người mình thích chứ. Hoặc là bây giờ Việt Nam mình nhiều người đẹp hơn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cũng có những người mục đích người ta đến chỉ để nổi tiếng thôi, mà người ta sẽ dạch ra sẵn hết những cái kịch bản gì đó cho người ta làm để người ta nổi tiếng thôi. Người ta không care cái việc là có yêu thiệt hay không. Cái game show có rất là nhiều ấy, khán giả có đủ thông minh để hiểu được đâu là cảm xúc sắp đặt và đâu là cảm xúc thật. Cái mấu chốt là khán giả bây giờ rất là thông minh, không thể diễn được trước mặt khán giả được. Theo kinh nghiệm của em nhá, thì nói chung là thực ra khán giả bây giờ họ rất là để ý, rất là tinh tế. Và cái quan trọng là thực ra em cũng làm diễn viên và em cũng đi diễn lâu rồi. Cái cảm xúc mà tự nhiên của mình ấy, nó khác với cái cảm xúc mà mình diễn lắm. Tức là cái cảm xúc mà được chuẩn bị sẵn, nó khác với cả cái cảm xúc mà tự dưng nó bất ngờ nó xảy ra lắm. Cho nên là nhìn sẽ biết. Bởi vì thực ra thì trên sân khấu, ví dụ một người mà sắp đặt rồi, ví dụ như em sắp đặt đi, nhưng anh này anh ấy lại không sắp đặt, nhiều khi em cũng phải đi theo cái hướng của anh ấy nữa. Cho nên nó vẫn sẽ tạo ra một cái gọi là cái mà bất ngờ. Tức là tình cảm mình không có che giấu qua ánh mắt. Đúng được. Rồi. Chỉ cần hai người mà thấy thích nhau, có chemistry thật sự là bắt đầu ánh mắt là có rồi đó. Ôi vậy hả? Sẹt đi. Nãy giờ là nhìn thấy có vài ánh mắt rồi đó. Đây. Thực ra là trên thân thể con người, cái bộ phận duy nhất mà không biết nói dối đấy chính là đôi mắt. Cho dù có diễn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ được 60% thôi. Cho nên là chỉ cần nhìn vào mắt của một người, cho dù người đấy có cứng rắn đến mức độ nào đi chăng nữa, nhưng mà nhìn vào mắt là biết người đấy yếu đuối hay không. Chị nhìn vào mắt em có yêu đuối hay không? Em thấy mắt chị yêu đuối không? Sao trong đôi mắt mắt bạn này yêu đuối hả? Mắt chị yêu đuối hả? Mắt anh thì sao? Có yêu đuối. Rất nhiều nỗi đau, không phải yêu đuối mà là nhiều cái nó gọi là nội tâm á, sống nội tâm á.
Miu, em coi bói em qua ánh mắt được luôn hả Miu? Em đúng, 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 đúng luôn. Em nhìn chị có nhiều nỗi đau trong đây không em? Không, không phải nỗi đau mà sầu nội tâm ý. Cái câu chuyện mà hồi nãy anh bàn là anh hỏi chị Sa là game show thì thường là những người có ngoại hình mới tham gia, nhưng mà thực tế bây giờ em thấy game show nó có rất là nhiều, có rất là nhiều game show, nó tùy vào cái đối tượng khán giả mà đa nữa. Số là những người có ngoại hình sẽ tham gia đúng, nhưng mà thường thường đa số ngoại hình có những cái người mà họ là người bình thường họ vẫn tham gia mà rất là nhiều luôn. Đâu, bạn muốn hẹn hò đó là những người rất rất bình thường, làm những công việc bình thường và người ta có nhu cầu thực sự. Em thấy là một cái câu nói ra mà không vì mục đích nào á thì nó sẽ khiến cho người khác rơi lệ. Thì em thấy á, có nghĩa là em cũng học được câu đấy. Và có nghĩa là khi mà xem một cái clip mà mình xem game show đấy, có rất là nhiều clip làm cho em khóc luôn. Nếu như thực sự nó là giả đi chăng nữa thì em sẽ không, có nghĩa là không có đủ để làm cho mình rơi lệ. Nhưng mà nếu mà nó là thật, cảm xúc của hai người là thật và mình bị hòa vào trong cái cảm xúc của họ thì thành ra là mình mới đồng cảm và mình mới khóc. Đúng rồi, giống như là cảm xúc nó là một cái sợi dây kết gắn vậy đó, chứ nó không phải là một cái cố tình. Thật ra ngay cả đi diễn đi, nhiều khi em vẫn phải vay mượn cảm xúc để em lấy cảm xúc thật của ra để em diễn, mà em tưởng tượng hình ảnh trước mắt của em là như vậy luôn. Chứ em không thể nào mà em sắp đặt là cái đầu tôi, con mắt tôi phải làm sao, rồi lúc đó tôi phải, nó rất là khó. Nên thật sự để mà nói là cảm xúc mà nó thật sự thật thì nó sẽ nhận được cái cảm xúc từ đối phương. Nam Anh có ủng hộ cái việc là bất kỳ ai đi, có đẹp hay không đẹp, đến game show tình yêu hẹn hò để tìm kiếm tình yêu đích thật không? Không, thật sự ra ở hiện tại là bất kỳ ai cũng có thể đến với game show thôi. Quan trọng là do những cái game show mà họ lựa chọn thôi. Tức là còn... Nam Anh vẫn có lòng tin với những game show hẹn hò. Dạ. Còn chị? Chị cũng có lòng tin. Rất có lòng tin hả? Có lòng tin. Thì nãy giờ mọi người cũng nói về quan điểm của mọi người về cái tình yêu trong game show rồi. Anh cũng đồng ý với mọi người là nhờ những cái game show này mà những cặp đôi có thể tìm đến nhau và tìm hiểu nhau và cho nhau một cơ hội. Cũng giống như anh thì anh có thể tìm một ai đó đang tìm hiểu đến thời điểm hiện tại bây giờ. Thì không biết sau này như thế nào, nhưng mà bây giờ thì mình vẫn đang vui về cái mà mình lựa chọn. Anh nghĩ là cái tình yêu trong game show là hoàn toàn có thể xảy ra, mình có thể tin vào điều đó. Rồi, anh nói hay quá, anh tặng anh con cá. Tặng anh con cá. Cảm ơn anh đã đến với chương trình này. Yeah, yeah, anh đang nghe anh. Em là MC hả? Không, anh đúng rồi, MC của chương trình anh. MC đúng rồi. Anh nghe rồi. Anh có biết tại sao anh cho anh con cá không? Đâu phải cái gì mà tự nhiên bài trí đâu sẵn đâu, cái gì cũng có cái giá của nó. Tất cả mọi người đều phải đoán đúng không? Tất cả mọi người đều phải đoán, nên anh đừng lo. Ok. Anh đoán tổng số tiền trong bữa ăn ngày hôm nay là 2.250.000. Rồi cảm xúc gì? Anh hỏi rồi à? 2.250.000. Thì cảm xúc của anh hôm nay là thực sự hôm nay rất là vui khi tham gia một talk show vui vẻ cùng mọi người và được mọi người chia sẻ những cái điều thú vị trong tình yêu, thì anh cảm thấy rất là vui và đây cũng là một cái trải nghiệm mà đáng nhớ. Còn đối với em thì em nghĩ bữa ăn này có giá 1.500.000 đồng. Chị thấy là 1.400.000 là giá của đồ ăn hôm nay. Nói chung là tập cuối thì chị thấy cũng hơi buồn tại vì chia tay với mọi người. Chị mong là sắp tới sẽ có những cái game show như thế này nữa để cho có thêm cơ hội để chia sẻ những cái kỷ niệm, rồi những cái experience, những cái cảm xúc về tình yêu, rồi về bất kỳ những cái vấn đề nào khác. Đúng, chính xác. Em thấy đây là một sân chơi rất là hay, sân chơi rất là hay và mình quen thêm được những người bạn mới nữa, và mọi người rất là chân thành để biết thêm những món ăn ngon. Giá của em 1.000.000 thôi. Thì cũng tập cuối rồi và Sa thì cũng gần như là đã tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối cái chương trình mùa này Giải Mã Tình Yêu. Thì Sa thấy là cũng sẽ có những cái cơ hội để cho Sa chia sẻ những cái quan điểm về tình yêu. Nhưng mà cái format của chương trình rất là đặc biệt. Khi mà mình đến những cái quán ăn, mình ngồi nói chuyện chung với các bạn trẻ với nhau, mình có một cái không gian nó thoải mái, nó không phải bị gò bó với những kịch bản hay là những cái gì nó bị áp lực quá. Tức là mình muốn nói gì mình nói.
ý kiến của mình, cái gì mình được tự do hết. Và sao thấy cái hay nhất của chương trình là nằm ở đó. Và sao mong là sau chương trình thì dĩ nhiên chúng ta những người trẻ, những thế hệ mới chúng ta có những cái luồng ý kiến khác nhau trong tình yêu, nhưng mà chốt lại chính vì tình yêu nó mới làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Cho nên là cho dù có đau khổ hay là có vui sướng cỡ nào thì các bạn trẻ ơi, đừng có ngần ngại mà yêu nha, cứ tiếp tục yêu nó không có. Tình yêu chính là sắc màu của cuộc sống này. Con người ta không thể nào sống nhưng mà thiếu tình yêu được. Chính vì những cái suy nghĩ tuyệt vời đó cho nên Sa đã đưa ra một con số đặc biệt ngày hôm nay, đó là 6 số 9. 999.999 đồng cho bữa ăn hôm nay. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Chào em ấy. Chúc mừng anh. Oh my god. Em mới yêu nhở? Mắc lắm á. Thôi 761.000. Đồ rẻ nhở. Anh tại vì đồ ăn ngon nên anh nghĩ là nó rất là mắc. Xong rồi có bạn bảo đây là thịt bò Kobe nữa. Anh đã bị lừa.